Vâng, các bạn đang xem đây là khu đô thị mới của chợ Vinh. Còn ở phía này thì đây là cái nhà lỡ khởi công các bạn, lỡ khởi công của ngày mai, tức là lỡ khởi công của tuyến đường ven biển DT639, đoạn từ quốc lộ 1D đến quốc lộ 19. Thì cái đoạn này mình cũng cho biết cho các bạn biết luôn, đây là cái đoạn mà còn cái tuyến đường DT639 nó chạy ngang qua, mà đang đứng trên cái phần đất của cái tuyến đường này nè bạn, nó sẽ chạy ngang qua chỗ đây. Ở ngay chỗ đây các bạn, nó sẽ có một cái cầu, đây là cầu ở phía trước mọi người đang xem, đó là đê sông Vinh đó, công trình chống lũ. Rồi cái đường DT639 nó sẽ chạy cắt ngang qua cái công trình đê chống lũ sông Vinh này đó, ngay chỗ phía trước các bạn. Đây là một cái cầu sông Vinh, tức là từ quốc lộ 19 ở ngoài kia các bạn chạy vào trong quốc lộ 1D thì nó sẽ có ba cầu. Cầu Nhân Bình thì nó nằm ở ngay quốc lộ 19. Cái cầu thứ hai đây là ngay chỗ đây các bạn, đây là cầu sông Vinh. Và cầu thứ ba nằm ở trên sông Hà Thanh ngay chỗ đập Phú Hòa, đó là cầu Hà Thanh các bạn. Còn cầu Hà Thanh mấy thì mình chưa biết, đó là trên bản đồ đó. Nếu mà thẳng tay này thì sẽ chạy thẳng vào ngã ba Ông Thọ các bạn. Còn phía này, đây là khu công nghiệp Nhân Bình các bạn nhé, đó, sát công nghiệp khu công nghiệp Nhân Bình. Thì theo thông tin thì khu công nghiệp Nhân Bình sẽ gấp rút để mà chuyển đi nơi khác, chắc trong vòng một vài năm tới thôi các bạn. Khu công nghiệp Nhân Bình với khu công nghiệp ở trong chỗ phường Quang Trung, đó, hai khu công nghiệp nằm trong trung tâm thành phố sẽ chuyển đi ở nơi khác. Vừa rồi thì tỉnh cũng họp nói về vấn đề này rồi các bạn, nói về vấn đề chuyển hai khu công nghiệp này ra khỏi thành phố. Hiện tại thì mọi người cũng thấy đây là khu vực nạo vét cũng như là làm cái kè sông Vinh đó. Tiến độ thì cũng được thông rồi, khoảng tầm cuối năm 2023 này thì mọi người có thể đi lại dễ dàng. Sang cuối năm 2024 thì mọi người có thể từ Quy Nhơn lên chợ Vinh cũng như là ngược lại, có thể đi theo cái đê sông này rất ok rồi. Để mà dự lễ khởi công thì hiện tại thì bên công trình cũng đang tập kết xe cộ cũng như là máy xúc máy đào này bạn, đó, tập kết về đây để mà ngày mai các đại biểu về tham dự. Ngày mai ngày 31 tháng 3 cũng là ngày kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Quy Nhơn Bình Định đó bạn. Các bạn, người ta cũng cắm móc, cắm dây này. Nói chung là công trình cũng đang làm rồi, còn sẽ làm cái lễ. Công trình đã làm rồi nhưng mà cũng làm một cái lễ để mà diễn ra. Ủy ban nhân dân tỉnh lên đồng thổ khởi công đó các bạn. Cái xóm này các bạn là gọi là Lương Nông, thuộc phường Nhân Bình. Cái khu này cũng là đi khá là nhiều, ai mà dính ở phần đó thì sẽ chuyển vào trong khu đô thị Chợ Vinh này bạn. Được cấp đất, mua đất ở đây, hình như đất ở đây được mua với giá là 15 triệu các bạn, với cho những người, những hộ mà có dính đất dự án công trình đền bù. Nói chung thì bên công trình đang chuẩn bị để mà ngày mai khởi công các bạn. Cổng hơi cũng chưa được bơm lên. Đó, mấy cái máy bơm cổng hơi nè bạn. Hôm nay mình quay trước cho các bạn xem, ngày mai sẽ khởi công. Ngày mai nếu rảnh thì mình ra mình livestream trực tiếp cho mọi người xem. Ở khu này bây giờ cái khu Nhân Phú dưới Nhân Bình nó rất là ngon các bạn. Nó hiện giờ thì giải tỏa cũng như là làm các khu đô thị mới và phóng đường DT639 rồi đường này đường kia. Cho nên hai khu hai phường Nhân Phú và Nhân Bình sẽ rất là ngon. Đó các bạn, tự nhiên vô tình là cái chung cư kia nó sẽ đấu nối xuống cái đường DT639 này rất là gần luôn các bạn. Ngày xưa thì
muốn mà đi qua cái đi lên cái khu chung cư Eco Home Nhân Bình thì nó đi cái mượn đường vệ sinh trong này bạn, đi một vòng vèo xuống được thành phố thì cũng hơi bị xa, nhưng mà khoảng một năm nữa thôi thì sau khi cái đê sông Vinh này với cái đường DT-639 này hình thành ok thì cái việc đi lại của cư dân ở khu Eco Home Nhân Bình xuống với thành phố thì khá là thuận lợi các bạn, chắc chắn rồi, khá thuận lợi. Với lại cái khu Chợ Vinh này nữa các bạn, khu đô thị mới Chợ Vinh này các bạn cũng sẽ thuận lợi trong cái việc giao thương đi lại. Cái đê sông Vinh này nó chạy hơi xuống cái đoạn này, nó hơi chạy cong cong một tí các bạn đó, chạy từ bên hướng tây này chạy cong qua đây giống như một cái hình chữ N đó bạn, rồi lên đây là lên hướng cầu Chợ Vinh này bạn, rồi chạy thẳng lên phường Nhân Phú bên kia, còn theo hướng thẳng này sẽ làm một cái cầu đó, đầu bên kia sẽ là một cái cầu sông Vinh đó, bắt qua bên khu đường Đào Vắng các bạn, gần khu đường Đào Vắng. Chị thẳng qua bên chỗ ngã ba ông Thọ, từ cái ba ông Thọ sẽ đi thẳng vào trong quốc lộ 1D, tức là đường Tây Sơn đó các bạn. Còn khu công nghiệp Nhân Bình thì sau này sẽ chuyển đi. Vừa rồi thì bên các nhà lãnh đạo bên tỉnh thì cũng có họp nói chuyện này rồi, sẽ chuyển hai cái khu công nghiệp trong thành phố hiện tại là Nhân Bình dưới trong chỗ Quang Trung ở dưới Sấm Tiêu đó bạn, sẽ đi ra khỏi thành phố. Hiện tại thì chắc cũng đang quá trình bố trí đất đai cho các cái khu các cái xí nghiệp ở hai khu công nghiệp này. Đó, mấy anh công nhân đang đóng cái cọc phía này các bạn, phía dưới cái rãnh đây là DT-639 đó các bạn. Còn phía trên này là thuộc khu đô thị Chợ Vinh, khu tái định cư Chợ Vinh các bạn. Sau này cái khu này sẽ rất là đẹp các bạn, do quy hoạch ngay từ thời điểm này nó sẽ rất là đẹp. Từ ngay chỗ Thọ đứng đây nếu mà xuống trung tâm của thành phố Quy Nhơn thì cũng tầm, nếu mà sau này đường xé nó ngon hết đó các bạn, đi khoảng tầm hơn 3 cây số thôi. Tính chỗ ngã ba Đống Đa đó, từ đây xuống ngã ba Đống Đa thì cũng tầm hơn 3 cây số thôi các bạn, 3 cây rưỡi các bạn là tới rồi. Đấy, cho nên là nếu mà ai ở khu này thì tương đối gần với trung tâm thành phố Quy Nhơn. Từ đây mà đi xuống biển thì khoảng tầm 5 cây rưỡi, 6 cây là cùng. Đấy. Đường sau này đường nó thẳng các bạn, đường thẳng không có chỉ là đường rộng rãi nữa, chạy một tí là tới. Từ đây mà có thể chạy ra Đại Phú Gia hay là An Phú Thịnh thì 3 cây thôi. 3 cây số thôi. Là tới rồi.